Như thường lệ thì chúng ta sẽ cùng điểm qua những con số và từ khóa kinh tế đáng chú ý trong tuần vừa qua. Đầu tiên thì tôi muốn nhắc đến con số 4,14% GDP quý 2 vừa qua của Việt Nam, anh Phương Nam. Vâng, chị Diệp Anh. Tính chung 6 tháng đầu năm thì GDP của Việt Nam đã tăng 3,72%, và nếu như mà chúng ta nhìn trong cả giai đoạn từ 2011 đến 2023 thì con số này chỉ cao hơn tốc độ tăng 1,74% của 6 tháng đầu năm 2020. Mức tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm như vậy cho thấy là nền kinh tế Việt Nam vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức, đúng không ạ? Vâng, đúng là như vậy, và đặc biệt là khu vực công nghiệp và xây dựng thì cũng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn trong bối cảnh chung của nền kinh tế thế giới. Giá trị tăng thêm của toàn ngành công nghiệp trong 6 tháng đầu năm tăng 0,44% so với cùng kỳ năm trước, và đây là mức tăng thấp nhất so với cùng kỳ các năm trong giai đoạn từ 2011 đến 2023. Trong khi đó thì các chính sách kích cầu tiêu dùng nội địa, các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch được đẩy mạnh thì đã góp phần duy trì tăng trưởng của khu vực dịch vụ. Giá trị tăng thêm của khu vực dịch vụ trong 6 tháng đầu năm tăng 6,33% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng của cùng kỳ các năm 2020 và 2021. Và để phục hồi và phát triển kinh tế xã hội thì giảm lãi suất cũng là một trong những chủ trương và chính sách được chính phủ chỉ đạo xuyên suốt trong thời gian vừa qua, phải không ạ? Dạ vâng, chính xác là như vậy. Và bây giờ thì mặt bằng lãi suất cũng đã tương đối là thấp rồi. Với khảo sát biểu lãi suất trên website của 34 ngân hàng trong nước cho thấy là không có ngân hàng nào niêm yết lãi suất từ 8% trở lên cho kỳ hạn 12 tháng. Và như vậy là lãi suất huy động 12 tháng niêm yết tại các ngân hàng đã giảm khoảng từ 1,5 đến 3 điểm phần trăm so với mức đỉnh ghi nhận vào cuối tháng 1 năm nay. Dạ vâng, rõ ràng là bây giờ thì các khán giả chắc hẳn đang rất thắc mắc không biết là điểm tín dụng của mình là bao nhiêu, đúng không ạ? Ví dụ như cá nhân tôi chẳng hạn, tôi đang muốn vay vốn, vậy thì tôi có thể tự ước tính được cái điểm tín dụng của mình hay không, và chúng ta sẽ tính theo công thức như thế nào, ông Tuấn? Trung tâm thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam thì có cái cổng thông tin kết nối với khách hàng vay, và qua cái cổng thông tin này thì tất cả các khách hàng vay đều có thể đăng ký và truy cập và khai thác cái thông tin tín dụng về bản thân mình, đồng thời là cũng có thể khai thác được cái điểm tín dụng của bản thân mình. Bản thân khách hàng thì không thể ước tính được cái điểm của mình, nhưng mà cái điểm này thì do CAC là một cái cơ quan độc lập đánh giá theo những cái tiêu chuẩn riêng mà do chúng tôi cùng với đối tác phát triển. Tự khách hàng có thể lên đó để tra cứu, đúng không ạ? Đúng rồi. Thì theo cái quy định của Ngân hàng Nhà nước thì mỗi khách hàng vay thì đều được khai thác miễn phí thông tin và cái điểm tín dụng của mình một lần trên năm. Và từ lần thứ hai thì có thu một cái phí rất là nhỏ. Thì nếu mà khách hàng có nhu cầu thì chúng ta hoàn toàn có thể đăng ký trực tuyến thông qua là website hoặc là qua cái... Tâm trạng tài chính ngày hôm nay. Xin cảm ơn. Anh Phương Nam, không biết là anh Phương Nam có bao nhiêu thẻ ngân hàng ở trong ví ạ? Tôi thường để một chiếc thẻ ATM và khoảng 2 chiếc thẻ tín dụng. Phải nói thật là tôi cũng giống anh, và đôi khi là ví của mình nó cứ dày lên vì mình để quá là nhiều thẻ. Tuy nhiên cái xu hướng tiêu dùng hiện nay cũng đã thay đổi rồi. Để giúp đỡ người dùng đỡ phải mang theo nhiều thẻ trong ví tiền, hiện các ngân hàng đã đưa ra các loại thẻ đa năng, thẻ 2 trong 1, nghĩa là vừa là thẻ ghi nợ vừa là thẻ tín dụng. Đồng thời thì cũng tích hợp thêm nhiều tiện ích khác trên một chiếc thẻ nhằm giúp người dùng thuận tiện hơn trong chi tiêu của mình. Tôi thấy mở thẻ qua app thì bây giờ là rất là nhanh chóng. Đó, chỉ 5 phút online là đã mở thẻ rồi. Thì khi nào mà đi chi tiêu, lúc nào mà quên ví, quên thẻ thì có thể thanh toán ngay bằng điện thoại. Đơn hàng mà mình được giảm 5%, 10% khi mà mua những đơn hàng mà có giá trị lớn thì sẽ rất là lợi cho người dùng. Có thể ưu đãi có thể từ là ít thì là 10-20%, nhưng mà có thể những ưu đãi nó đến 50% cơ, thì nó rất mình thấy rất là ổn. Có thể tận dụng cái chính sách miễn lãi 5 ngày, và sau năm trong thời gian 5 ngày khi mà mình chi tiêu cái thẻ đấy thì mình sẽ không bị tính lãi, và thế thì là nó rất là tiết kiệm, với cả là thuận tiện cho mình khi mình mua sắm thôi. Và với những chiếc thẻ phi vật lý thì ngay lập tức khách hàng có thể sử dụng được ngay để thực hiện mua sắm hay thanh toán, và nếu khách hàng muốn thẻ vật lý thì chỉ trong vòng 3-5 ngày thì khách hàng sẽ được nhận chuyển phát nhanh cái thẻ về với tay của khách hàng. Khách hàng chỉ cần một chiếc thẻ duy nhất nhưng mà phục vụ được hai mục đích.
Với thẻ ghi nợ, khách hàng có thể rút tiền tại ATM, có thể thực hiện thanh toán hóa đơn, có thể thực hiện chuyển khoản thông qua tài khoản thanh toán của mình. Với cái thẻ ghi nợ, tôi xin lỗi, với cái thẻ tín dụng thì khách hàng có thể thực hiện cái việc là thanh toán trước và trả tiền sau. Và đặc biệt với Vietinbank thì chúng tôi có một khoảng thời gian là 55 ngày không hề tính lãi suất, và đây là khoảng thời gian dài nhất trên thị trường. Và khách hàng cũng có thể đăng ký vào chương trình trả định kỳ với lãi suất bằng 0 với những món chi tiêu trên 3 triệu đồng. Và trong phóng sự vừa rồi thì có thể thấy là rất là tiện lợi khi mà có thể sử dụng những chiếc thẻ 2 trong 1 đúng không ạ? Và tôi được biết hiện nay thì một số ngân hàng còn tích hợp các cái giao dịch ngân hàng thông qua việc sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip nữa. Đã tiện lợi còn tiện lợi hơn đúng không anh? Vâng, ngoài việc thuận tiện là chúng ta đỡ phải lỉnh kỉnh mang theo nhiều chiếc thẻ thì rõ ràng là việc sử dụng căn cước công dân gắn chip mà bản chất là nguồn dữ liệu dân cư quốc gia tích hợp trong đó mang lại nhiều lợi ích hơn nữa. Thậm chí là có thể giúp cho chúng ta phòng chống được tình trạng lừa đảo qua mạng. Cụ thể như thế nào thì ngay sau đây xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi trong Ngân hàng số hôm nay. Giao dịch bằng thẻ căn cước công dân gắn chip thì hầu hết đều được tích hợp vào các thiết bị ngân hàng số được đầu tư mới sau này. Mục đích là để ngân hàng có thể sử dụng nguồn dữ liệu dân cư quốc gia để mà xác thực người dùng cho các dịch vụ như là mở tài khoản, mở thẻ tín dụng hay sắp tới là cả cho vay nữa. So với nguồn dữ liệu cũ thì được quản lý bằng rất nhiều loại giấy tờ khác nhau nên dễ bị làm giả và gian lận. Thì nguồn dữ liệu dân cư quốc gia với đặc điểm là tích hợp toàn bộ thông tin và được quản lý bằng công nghệ nên có thể phòng chống được những giao dịch lừa đảo. Từ tháng 7, ngân hàng này thí điểm dùng dữ liệu dân cư quốc gia trong triển khai một số dịch vụ. So với các phương thức định danh điện tử thông thường, việc xác thực người dùng thông qua căn cước công dân gắn chip đối chiếu dữ liệu với dữ liệu lưu tại Bộ Công an giúp ngăn chặn hành vi giả mạo giấy tờ tùy thân khi giao dịch với ngân hàng. Nhà băng cho biết đây là bước đón đầu kế hoạch khai thác dữ liệu của Ngân hàng Nhà nước. Theo đó, dự kiến bắt buộc các giao dịch ngân hàng cả trực tiếp và trực tuyến đều phải xác thực bằng căn cước công dân gắn chip, góp phần xử lý tình trạng thuê, mua bán tài khoản ngân hàng. Chúng tôi tập trung nhiều vào các hoạt động về đầu tư về hạ tầng, ví dụ như là về hạ tầng về cloud, hạ tầng liên quan đến security và các hạ tầng khác về data. Đầu tư rất nhiều vào các ứng dụng cho khách hàng để đảm bảo rằng là tăng cái trải nghiệm ngân hàng số của ngân hàng. Đến hết năm 2022, có gần 12 triệu tài khoản thanh toán được mở bằng phương thức định danh điện tử eKYC. Dù mang lại nhiều tiện ích, giải pháp này có rủi ro là khó xác định giấy tờ tùy thân của khách hàng là thật hay giả. Theo giới làm giải pháp công nghệ, thách thức này được giải quyết nếu dùng nguồn dữ liệu dân cư quốc gia, vốn được mã hóa gắn liền với chữ ký số, không thể làm giả hoàn toàn, đảm bảo việc định danh chính xác. Chúng tôi sẽ đưa vào những cái lĩnh vực mà những bài toán mà ngay lập tức tạo ra cái hiệu quả của doanh nghiệp, bớt được người, giảm được chi phí luôn, tăng được độ chính xác và cái chất lượng dịch vụ lên thì doanh số họ cũng lên. Theo Cục An toàn Thông tin, nếu xử lý tình trạng tài khoản ngân hàng không chính chủ sẽ giúp giảm được 80% tình trạng lừa đảo, dẫn dụ người dân chuyển tiền trực tuyến vào các tài khoản rác. Tuy nhiên, chuyên gia cho rằng, làm được điều này sẽ cần sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa cơ quan quản lý và doanh nghiệp, mất nhiều năm mới cho ra kết quả.